các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm của gia đình vừa lực Jenny. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nơi đó là The Rice University, Đại học Rice. Thì cái đại học này tọa lạc tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì hôm nay cái trường đại học Rice này thì rất là danh tiếng, mà những cái học sinh mà vào được cái trường đại học này thì cũng phải có điểm chuẩn rất là cao. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ một vòng cái trường đại học này như thế nào. Thì xin mời các bạn hãy theo dõi mình hôm nay nha. Ok, cùng nhau khám phá Đại học Rice. Đại học Rice University, tên chính thức gọi là Đại học William Mark Rice, là một trường đại học nghiên cứu tư thục tại Houston, Texas, Mỹ. Trường tọa lạc tại gần bảo tàng quận Houston và nằm kế bên trung tâm y tế Texas. Đại học Rice được công nhận rộng rãi là một trường đại học hàng đầu và là cơ sở giáo dục của đại học được lựa chọn nhiều nhất tại bang Texas. Xe của mình đang chạy đến gần của khu vực của Đại học Rice rồi đây các bạn. Thì mình bắt gặp được hai bên đường có một hàng cây rất là mát, cảm giác rất là xanh tươi và mát mẻ. Và khung cảnh ở xung quanh đây thì cũng rất là thu hút tầm nhìn. Cho nên là mình muốn quay lại và chia sẻ cho các bạn xem. Đây là khu vực cổng rào của Đại học Rice đây. Thì mình bước qua cái khu cánh cổng này thì mình lại bước đi thêm một khoảng đường 100m nữa thì mới vào tới khu vực cổng chính. Thì từ đoạn đường này thì mình cũng thấy là xung quanh quang cảnh của khuôn viên của trường đại học thì cũng rất là mát mẻ. Thì có nhiều cây xanh thoáng mát thì mang lại cho cái người học sinh học ở đây một cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái khi mà học ở ngôi trường danh tiếng này. Cuối cùng thì cũng đã tới được cổng chính của Đại học Rice rồi đây các bạn. Thì một cái ngôi trường rộng lớn lắm, cho nên là rất là nhiều những cổng ra vào khác nhau. Tuy nhiên là mình hôm nay là mình sẽ đi đến cái cổng chính của ngôi trường. Thì khi mà bước qua cánh cổng này thì mình sẽ thấy một cái không gian khoáng đãng và như tỏa sáng. Thì nó tạo cảm giác như là khi mà một sinh viên mà đi bước vào ngôi trường này học thì cái tương lai nó cũng rất là tươi sáng khi mà bạn tốt nghiệp ở ngôi trường này ra. Đại học Rice được thành lập vào tháng 5 năm 1891 bởi doanh nhân William Mark Rice và chính thức mở cửa vào năm 1912. Nằm ở trung tâm Houston, Texas, thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ, Rice là một trường đại học nghiên cứu toàn diện, thúc đẩy sự đa dạng của môi trường trí tuệ và tạo ra thế hệ lãnh đạo tiếp theo thúc đẩy tư duy đổi mới. Hiện tại, trường là mái nhà chung của 3.962 sinh viên của đại học, 3.027 sinh viên sau đại học,
683 giảng viên toàn thời gian và 196 giảng viên bán thời gian. Có 97% giảng viên toàn thời gian của trường có bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc bằng cấp cao nhất trong các lĩnh vực của họ. Nhà trường có tỷ lệ sinh viên, giảng viên nhỏ và một lớp trung bình là 14 sinh viên, mang theo đến cho các bạn nhiều cơ hội để trao đổi và học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu. Đại học Rice là một trong những trường đại học nghiên cứu nổi bật và toàn diện nhất. Rice có một cách tiếp cận sáng tạo, liên ngành đối với các giáo dục đại học. Sinh viên có cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ các giảng viên xuất sắc thông qua tương tác trong lớp học cũng như hợp tác nghiên cứu. Rice đang phát triển các công nghệ kỹ thuật số đột phá nhằm nâng cao trải nghiệm tại trường của sinh viên và cải thiện kết quả giáo dục cho người học ở mọi lứa tuổi. Rice được tiếp xếp hạng thứ 16 trong số các trường đại học quốc gia và thứ 107 trong số các trường đại học toàn cầu và thứ 8 về giảng dạy đại học tốt nhất tại Hoa Kỳ bởi US News World Report trong phiên bản 2019. Đồng thời, vào năm 2018 thì Rice được xếp hạng 86 trên thế giới theo bảng xếp hạng Time Higher Education World University Ranking. Cũng trong năm đó, trường được xếp hạng 70 trên toàn thế giới, thứ 34 trên toàn quốc, theo bảng xếp hạng Academy Ranking of the World Universities. Đại học Rice được xếp hạng thứ 87 trên toàn cầu vào năm 2018 bởi QS World University Ranking. Rice được mệnh danh là những nhà nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Trong suốt thế kỷ qua thì giảng viên và sinh viên tốt nghiệp Đại học Rice được vinh danh với nhiều giải thưởng Nobel, Pulitzer, giải thưởng Hàn Lâm, huy chương khoa học quốc gia và nhiều hơn thế nữa. Rice khuyến khích sự tham gia của sinh viên đại học và sau đại học trong việc tạo ra kiến thức và công nghệ mới. Có 68% sinh viên đại học của nhà trường tham gia nghiên cứu trong thời gian của họ đang học tại Đại học Rice. Khuôn viên trong trường Đại học Rice này rất là rộng lớn, mình có thể đi cả ngày vẫn chưa hết được. Cho nên là khi mà lần đầu tiên mà các bạn đến đây tham quan trường thì có thể sẽ bị lạc vì mình chưa biết định hướng được nơi nào sẽ là cái tòa nhà mình muốn vào. Vì mỗi một tòa nhà đó là một cái chuyên ngành khác nhau, nhưng mà nó cũng có cùng một kiến trúc và cái màu sắc thì rất là giống nhau, có kết nối với nhau. Đại học Rice cung cấp hơn 80 chuyên ngành đại học trong 6 bộ phận nghiên cứu, bao gồm kiến trúc sư, kỹ thuật, nhân văn, âm nhạc, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ngoài ra, trường còn có các chuyên ngành phụ như là chứng chỉ, chương trình liên ngành và tiền chuyên nghiệp với nhiều cơ hội nghiên cứu và hợp tác.
Đã từ rất lâu, các kỳ thi của trường không có sự xuất hiện của giám thị chính bởi sự tin tưởng vào chất lượng cũng như là ý thức của mỗi sinh viên. Tất cả điểm số của sinh viên đều phản ứng theo đúng thực lực và chất lượng đào tạo của việc giảng dạy của trường đại học này. Thì trường đại học Rice luôn có những hỗ trợ rất là tốt dành cho những cái sinh viên và đặc biệt là sinh viên quốc tế đến học tập tại trường này. Sinh viên từ năm 2 được đăng ký ở tại khu ký túc xá của trường. Khu ký túc xá nằm ngay cạnh trường với cơ sở vật chất hiện đại, đồng thời luôn có hệ thống xe bus hỗ trợ đưa đón sinh viên đi học cũng như là đi mua sắm tại các trung tâm vào những dịp cuối năm. Ngoài ra thì trường còn có trung tâm giải trí với nhiều dịch vụ và chương trình giải trí chất lượng. Tất cả được thiết kế nhằm khuyến khích cho các học sinh, sinh viên phát triển toàn diện bằng việc thúc đẩy các hoạt động thể chất và xã hội bên cạnh việc học tập ở trường. Rồi, hôm nay nhà mình đã kết thúc chuyến tham quan trường đại học Rice University. Trường rất là rộng lớn, nãy giờ mình đi mới có một phần nhỏ của cái trường đại học thôi mà thấy nó cũng muốn mỏi chân luôn ạ. Trường rộng lớn lắm, nó có nhiều cây xanh bóng mát. Kiến trúc của trường thì nó cũng rất là cổ kính, rất là đẹp. Đây phải nói là một cái trường đại học rất là đẹp, rất là nổi tiếng ha, ở Houston, ở tiểu bang Texas. Khi nào mà các bạn có dịp đến Houston thì hãy ghé đây chơi. Mà nếu mà may mắn mà có con được vào trường đại học ở Rice University là một niềm vinh dự. Trường rất là nổi tiếng, có danh tiếng là một trong những trường top ở Texas ha, nổi tiếng của cả nước Mỹ. Cho nên nếu mà có con cái hay là con cháu gì mà giàu được trường này là một điều vinh dự cho cả gia đình ha. Rồi mình kết thúc chuyến du lịch trường đại học Rice University ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Nếu các bạn thích video thì hãy vui lòng đăng ký và chia sẻ, comment giúp cho mình ha. Bye bye.